Giáo án tu tập. Băng số 2. Mặt A. Rầu buồn thì lâu ngày ăn uống không được thì sẽ bệnh. Một người giận dữ, tức giận thì cũng ăn uống không ngon, do đó tạo cho cơ thể rối loạn và từ đó dễ sinh bệnh. Cho nên những cái sân hận, phiền não, đau khổ, lo lắng suy tư á, là cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh thì lấy gì mà trị? Đức Phật nói cái tâm bệnh lấy trí mà trị, lấy sự hiểu biết mà trị nó. Cho nên ở đây hầu hết để trị cho chúng ta cái tâm bệnh vô lậu này thì phần nhiều là lấy trí tuệ. Mà lấy trí tuệ đó thì như quý thầy đã học rồi, trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó. Bởi vì trí tuệ nó làm cho giới luật thanh tịnh, mà giới luật nó làm cho trí tuệ thanh tịnh. Cho nên người có trí là người có giới luật, mà người không có trí là người không có giới luật. Dù là người đó là người có thông minh gì đi nữa, mà đời sống họ không đúng giới hạnh, không đúng cái giới luật của Phật dạy, thì đương nhiên người đó là người không có trí. Cũng như quý thầy thấy, mọi vị ăn phi thờ, tức là người đó không có giới luật. Mà không có giới luật tức là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì người ăn phi thờ sẽ có nhiều bệnh tật đem đến đau khổ cho họ. Và khi mà chạy theo sự ăn uống đó là họ bị dục lạc của ăn uống cám dỗ, làm cho tâm hồn của họ khi mà ăn cực khổ, hoặc là khi không có ăn thì họ phải sanh ra đau khổ, phải sanh ra phiền não, phải sanh ra những cái ác pháp. Đó, thì như vậy là người không có trí mà chỉ sống theo dục lạc, cho nên ta luôn luôn tạo mình khổ, tức là tạo cho mình có bệnh, tâm bệnh hay hoặc là thân bệnh. Cho nên ở đây là cái định niệm hơi thở vốn mục đích nó hợp với cái sự ăn uống điều độ của chúng ta, thì giúp cho thân chúng ta không bệnh. Cho nên nó là định thứ nhất của Đạo Phật để trị cái thân bệnh của chúng ta. Còn các cái định khác, còn chính cái thứ định này vốn để trị cái tâm bệnh của chúng ta. Thì cái định niệm hơi thở nó hợp với cái đời sống ăn uống của chúng ta hàng ngày thì nó trị được cái thân bệnh. Còn chính cái lại định sau này nó hợp lại để mà nó trị cái tâm bệnh của chúng ta. Thì biết như vậy thì thầy sẽ kể tiếp cho quý thầy nghe. Thứ hai là thánh định phòng hộ sáu căn. Bởi vì phòng hộ sáu căn nó là một cái lại định làm cho chúng, làm cho mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta thanh tịnh. Và oai nghi, lực nghi, cái lực nghi mà giới hạnh á, nó làm chúng ta, làm cho chúng ta rất rõ nét, mà người nào nhìn vào cũng biết là cái người đó giới luật hẳn hòi. Một người tu sĩ mà đi ra đường ngó qua ngó lại thì biết rằng cái người đó không phòng hộ sáu căn. Mà không phòng hộ sáu căn á thì tức là cái người đó đã phạm giới. Không thế nào trong ý của họ không phạm giới. Họ đi mà họ ngó qua ngó lại thì cái ý họ bị dính kẹt ở trong những cái đối tượng của các pháp thế gian, thì làm gì họ cũng bị phạm giới hết. Mặc dù là thân khẩu họ không phạm, đời sống họ không phạm, nhưng ý họ vẫn bị phạm giới. Đó là thánh phòng hộ, thánh định phòng hộ sáu căn. Thứ ba là thánh định chánh niệm tỉnh thức. Nghĩa là cái người tu sĩ luôn luôn phải tỉnh giác, phải tỉnh thức, không có được mê mờ. Cho nên khi đi luôn luôn họ tập trung dưới bàn chân họ, họ tránh tất cả những loài chúng sanh, và đồng thời họ giữ được cái chánh niệm là không hại chúng sanh, không làm đau khổ chúng sanh, tức là không giết hại chúng sanh, tức là giữ giới không sát hại chúng sanh. Cho nên giới luật ngay từ cái chỗ bước đi của họ, chớ không phải họ cầm dao họ giết con vật hoặc là cầm dao giết người mới là gọi là sát sanh, mà chính vô tình đạp chết chúng sanh vẫn là họ lấy cái giới phạm giới sát sanh, chứ không phải không. Thứ tư, chánh định thiểu dục tri túc. Nghĩa là phải dùng cái sức định tâm hết sức mới giữ được cái thiểu dục tri túc, chứ không thể nào mà thiếu thiểu dục tri túc, thiếu cái định tâm mà giữ gìn được thiểu dục tri túc đâu. Cho nên ở đây thứ tư là thánh định thiểu dục tri túc. Phật gọi nó là thánh định. Cái thiểu dục tri túc là của bậc thánh, chứ không phải phàm phu mà thiểu dục tri túc được. Quý thầy cứ nghĩ ba y một bát như thế này, sống ngày có người cho ăn mà ngày không có người cho ăn, vẫn thấy mình biết đủ, chưa phải là thấy mình thiếu sót đói khổ. Quý thầy có nghĩ được cái điều đó không? Cuộc sống của một người tu sĩ mà đến cái mức độ đó thì quý thầy thấy nếu mà ngoài đời sống thì không ai mà chịu nổi hết. Người ta nói quá khổ à, không thể nào cái khổ nào hơn là cái khổ của những bậc thánh này. Vì vậy cho nên thiểu dục tri túc nghe hai danh từ thì dễ lắm, nhưng mà sống không phải dễ. Khi vào trong rừng không có cơm ăn, phải ăn lá cây rừng, vẫn thấy thiểu dục tri túc. Khi đau bệnh mà không có thuốc thang, vẫn thấy thiểu dục tri túc. Trước cái cơn ngặt nghèo mà chúng ta vẫn thấy thiểu dục tri túc, không đòi hỏi, thì lúc bây giờ mới thấy thiểu dục tri túc phải là thánh định.
chứ còn không thánh khiết thì không thể nào chịu nổi trước cái cảnh thân và tâm quá khắc khổ trong cái cuộc sống. Đó là gọi là thánh định thiểu dục tri túc, mà ở đây đã có kê ra từng cái giới đức và của nó ở trong đó. Mỗi cái giới đức thiểu dục tri túc là chứng tỏ qua một cái sự tu tập rèn luyện mình mới đạt được cái giới đức đó, chứ không phải dễ. Cho nên định thì nó thuộc về giới đức. Năm, thánh định vô lậu, làm cho lậu hoặc chúng ta sạch, cho nên gọi là thánh định vô lậu. Sáu, thánh định sơ thiền, còn gọi là định sáng, định chói sáng, hay gọi là định sáng suốt. Đó, cái sơ thiền nó còn có cái tên gọi là định chói sáng hay là định sáng suốt, mà thầy thường nhắc quý thầy ngồi lại mà giữ tâm thanh thản, giữ tâm vô sự đó, đó là cái định sơ thiền đó. Chứ không phải là gì, vì có ly dục ly bất thiện pháp thì mới nhập được sơ thiền, mà có nhập được sơ thiền thì ngồi nó mới thanh thản, còn không thì làm sao mà thanh thản được. Cho nên cái định mà sáng suốt, cái định mà chói sáng thì cái định đó là cái định của sơ thiền. Vì vậy ở đây Phật gọi là thánh định sơ thiền, chứ không phải phàm phu mà nhập được cái định này đâu. Kế đó thì thứ bảy thì Phật gọi là thánh định nhị thiền, nghĩa là diệt tầm tứ không tác ý, không phải chuyện dễ làm của phàm phu, cho nên chỉ có bậc thánh mới có thể làm được điều đó. Thứ tám, thánh định tam thiền. Thánh định tam thiền chỉ có bậc thánh mới ly tất cả những trạng thái của ma, tức là 18 cái trạng thái của tưởng. 18 cái trạng thái của tưởng, nó mỗi cái trạng thái của tưởng nó khởi lên là nó làm cho chúng ta có cái niềm vui mừng, mà cái niềm vui mừng đó nó làm cho chúng ta mà Phật gọi là ly hỷ trú xả. Mỗi cái trạng thái của tưởng khởi lên làm cho thân chúng ta đang bị đau khổ dài dò, do đó chúng ta phải ly cho được, ly cho được thì như vậy chúng ta mới nhập được tam thiền. Mà ly 18 cái trạng thái của tưởng thì mới nhập được tam thiền, cho nên mới gọi là thánh định. Thậm chí như giấc mộng, chiêm bao chúng ta cũng phải ly sạch ra, còn nếu còn mộng thì chưa nhập tam thiền. Cho nên cái sức tỉnh của cái người đó, dù ở trong lúc ngủ họ cũng phải tỉnh, mà không tỉnh thì phải có chiêm bao. Mà chiêm bao tức là họ chưa ly được cái trạng thái của tưởng, thì chưa ly được trạng thái của tưởng thì không bao giờ nhập được tam thiền. Cho nên khi ngủ, cái người mà tu đến cái chỗ mà vượt qua 16 cái tưởng này á, thì người đó không còn mộng mị. Mà không còn mộng mị thì ngủ phải tỉnh thức, chứ không thể ngủ mê như cái người tầm thường phạm phu được. Đó thì tới cái chỗ mà thánh định thứ tam thiền này, chúng ta mới biết rằng cái chỗ ngủ và chỗ thức của chúng ta nó không có sai khác chút nào hết. Chính thánh định tứ thiền. Đây thì quý vị thấy cái thánh định tứ thiền là cái chỗ mà ngưng hoàn toàn hơi thở chúng ta, mà chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất mà chúng ta thực hiện được tam minh đó. Đó là chỗ thánh định tứ thiền, không phải kẻ phàm phu mà nhập được tứ thiền nổi đâu. Không phải chuyện dễ, hơi thở luôn thở như thế này mà ngưng lại, các hành hoạt động trong hơi thở đang co bóp phổi chúng ta, hớp thở ra thở vô, thế mà nó hoàn toàn ngưng mà chúng ta không chết, thì không phải là những cái thiền của bậc thánh mới làm được sao? Đó là cái chỗ làm chủ được sống chết của thân của chúng ta. Cho nên chúng ta mà nếu mà muốn bỏ thân này thì cũng phải điều nhập vào tứ thiền mới bỏ thân này được. Thứ 10, thánh định diệt thọ tưởng. Diệt thọ tưởng nghĩa là cái định cuối cùng, là định thứ 10 đó, là diệt thọ tưởng. Cái định này nó giữ cái thân của quý vị ngàn năm không bị quả diệt. Nó giữ cái thân của quý vị ngàn năm không bị quả diệt. Nghĩa là thánh định tứ thiền nó chỉ có 49 ngày. Nếu quá 49 ngày thì cái thân của quý vị bị quả diệt, vì nó còn ở trong cái thức, nó chưa ly khỏi cái thân ngũ quẩn của nó. Tứ thiền nó chưa lìa khỏi cái thân ngũ quẩn của nó, nó còn ở trong cái thức của nó để nó sử dụng cái biết để mà trở về cái trí tuệ tam minh của nó, tức là cái tuệ cái giới tuệ của nó cuối cùng. Cho nên nó không giữ được cái thân nó lâu dài, chỉ có 49 ngày thì nó bị hoại diệt. Nhưng chúng ta nhập tới 49 ngày, tự cái thân của chúng ta nó phải phục hồi sự sống lại, nó sẽ bung ra chứ nó không ở trong tứ thiền. Cho nên chúng ta chẳng ngại vấn đề đó. Nếu chúng ta nhập tứ thiền, tới đó nó tự bung ra, nó không nằm ở trong đó cho chúng ta chết đâu. Còn diệt thọ tưởng định thì cái định thánh định thứ 10 này nó giúp cho chúng ta nhập vào cái định này cả trăm năm, cả ngàn năm, thân này bất hoại, không hư, không hôi, không thối, luôn luôn lúc nào
nó cũng giữ gìn cái thân nó vững chắc như đá, không mòn, không hao, không có một vật gì phá hoại cái cơ thể này được. Đó là cái định giữ gìn cái cơ thể tối đa, và tất cả những cái bộ phận ở trong cái thân đó đều hoàn toàn ngưng hoạt động, thậm chí như cái ý căn của chúng ta cũng hoàn toàn là ngưng hoạt động. Đó là cái bộ óc. Còn tứ thiền thì cái bộ óc của chúng ta, cái ý căn của chúng ta vẫn còn hoạt động, nhưng các phần khác của bộ óc đều đình chỉ, như cái phần mà hoạt động của bộ óc chúng ta về ý thức của chúng ta thì ngưng hoạt động, về cái phần tưởng thức ngưng hoạt động, chỉ còn cái phần của thức thức là nó đang hoạt động mà thôi. Đó, thì phân biệt được như vậy chúng ta mới thấy rằng cái định của tứ thiền á, thì cái ý căn của chúng ta còn hoạt động trong cái phần của thức thức, chứ không hoạt động của phần tưởng thức và ý thức của chúng ta. Còn thánh định diệt thọ tưởng á, thì hoàn toàn cái ý căn của chúng ta ngưng hoạt động hoàn toàn. Cho nên Phật gọi nhập diệt thọ tưởng định á, là cái ý hành phải ngưng, phải tịnh chỉ. Phải tịnh chỉ ý hành thì mới nhập diệt thọ tưởng định. Mà tịnh chỉ ý hành tức là ý căn ngưng hoạt động. Quý thầy hiểu cái chỗ đó thì như vậy quý thầy mới biết 10 cái loại định, trong khi người ta dạy thiền định chỉ có một thứ thiền định, mà ở đây Phật dạy chúng ta tới 10 cái loại thiền định. Con đường của đạo Phật nó không đơn giản đâu, nó không phải có một loại định nào mà chúng ta thể hoàn tất được cái sự giải thoát cho chúng ta, mà cả 10 loại mà chúng ta phải tu, chứ không có bỏ một cái loại nào được hết. Cho nên hiện giờ quý thầy tu hơi thở cũng là tốt, mà tu làm mọi công việc, biết hành động làm mọi công việc cũng là tốt, chứ đâu có gì sai. Mà quý vị phòng hộ 6 căn, giữ gìn 6 căn của mình cũng là tốt, đâu có gì sai. Mỗi giới lực quý thầy học được, quý vị giữ được một cái giới lực nào đó cũng đều nhằm ở trong 10 loại định này, chớ không hoài 10 loại định đâu mà sợ rằng chúng ta tu làm tung lạc tu lạ, chỉ có chúng ta bị lạc vào những cái trạng thái của tưởng mà nó trở thành khiến cho thân chúng ta rối loạn, mà trở thành điên khùng, trở thành bệnh thiền, chứ không có gì khác hết. Chỉ có chỗ từ nhị thiền đến tam thiền, cái đoạn đường đó là quý vị sẽ lạc vào những cái thiền ma mà trở thành thân bệnh, tâm bệnh mà thôi. Nếu mà vượt qua được cái chỗ từ nhị thiền đến tam thiền, mà vượt qua 16 cái loại tưởng của tưởng á, tưởng quẩn á, thì quý thầy sẽ được an toàn trên bước đường tu tập, không có sợ điên sợ khùng gì nữa hết. Nó chỉ có một đoạn đường đó mà người ta chết điêu chết đứng ở đó mà không đi tới đâu được hết. Gồm chung 10 loại định này gọi là giới đức, nghĩa là cái 10 cái loại định này thì nó được cái tên là gọi là giới đức, còn gọi là giới tâm, hay gọi là thiền định, còn gọi là trung thiện. Nó những cái tên của nó để gọi cho chúng ta biết 10 cái loại định đó, nó có cái những cái tên của nó như vậy để cho nó phù hợp với cái đạo Phật, đúng với cái nghĩa của đạo Phật. Bởi nó đứng ở vị trí nào thì nó có một cái tên xứng hợp với vị trí nó. Như vậy là chúng ta phải hiểu, khi mà 4 cái loại định này nó đứng ở trong cái vị trí của định á, thì nó gọi là thiền định, mà nó đứng ở trong giới luật thì gọi nó là giới đức, mà nó đứng ở trong các pháp á, các pháp thiện á, nhân quả, thì nó gọi là trung thiện. Bởi vậy nó đứng ở vị trí nào á, thì nó có một cái tên xứng hợp ở vị trí nấy. Như nó ở vị trí nhân quả thiện ác thì gọi là trung thiện. Đó, thầy đem cái ví dụ cho quý thầy thấy rất rõ. Nếu nó ở trong cái nhân quả thiện ác thì nó gọi là trung thiện, mà nó ở vị trí của giới luật thì gọi là giới đức. Nếu mà nó ở trong cái vị trí của giới luật thì phải gọi nó là giới đức. Nó ở vị trí tâm định tỉnh trong sạch thì gọi nó là thiền định. Nói chung nó là giới đức thanh tịnh tăng, nó có một cái tên chung của nó đó, gọi là giới đức thanh tịnh tăng. Quý thầy thấy có những cái tên của nó đặc biệt, có những cái tên riêng của nó, nhưng nó có những cái vị trí đứng của nó có những cái tên riêng của vị trí đứng của nó. Như vậy là quý thầy nghe nói giới đức thì quý thầy hiểu nó là cái gì rồi, mà nghe nói là giới đức thì quý thầy đứng ở trong nhân quả, biết nó là cái trung thiện rồi, biết nó là cái tên gì rồi. Mà nó nếu mà gọi chung nó thì đức giới thanh tịnh tăng, nó thì quý vị có cái biết rằng cái đức giới này nó làm cho cái tâm của quý vị thanh tịnh mà định tĩnh rất là sáng suốt. Còn về 25 giới hạnh như thầy đã dạy ở trên,
còn gọi là giới bổn ba ti mô ca, 25 cái hạnh của mình, không làm những việc này, không làm những việc kia đó, không sát hại chúng sanh đó, tất cả những cái ở trên đó thì nó là thuộc về giới bổn. Sau này chúng ta sẽ học nó đây, để chúng ta bồi bổ túc thêm cho cái 25 cái giới hạnh, cho nó rõ ràng là oai nghi tế hạnh của người tu sĩ. Học giới bổn rồi chúng ta mới thấy được 25 giới hạnh này nó còn thêm những cái hành động mà chúng ta chưa có thu nhập, có hiểu biết, chưa toàn diện. Khi mà học hết mà cái giới bổn ba ti mô ca này rồi á, thì chúng ta có đầy đủ hơn về những cái giới hạnh. Hạnh giới ly trần tâm, nghĩa là cái giới hạnh đó, 25 giới hạnh này còn có một cái tên nó gọi là hạnh giới ly trần tâm, là nghĩa là cái giới hạnh này nó ly cái tâm thế tục của chúng ta, nó ly cái đời sống thế tục của chúng ta, nó chúng ta không còn có ở trong cái thế tục nữa, không còn sống như cái sống thế tục nữa, cho nên gọi nó có cái tên gọi là hạnh giới ly trần tâm. Nó có một cái tên của nó, 25 giới hạnh này gọi là hạnh giới ly trần tâm, chúng ta không còn cái hành động sống như các người thế gian nữa, cho nên nó ly ra tất cả hết cái tâm trần của chúng ta, nó lìa ra hết, cho nên nổi cái giới hạnh không là chúng ta đã lìa cái thế gian rồi. Còn về tám giới tuệ như trong kinh Sa Môn Quả đã dạy thì chưa đủ, nó có 13 giới tuệ. Bây giờ cái giới tuệ chúng ta phải xác định, hồi nãy thầy xác định cái định cho nó đủ để 10 cái định, còn bây giờ nói hồi nãy chúng ta có học có 8 giới như trong kinh Sa Môn Quả đã dạy thì nó chưa có đủ đâu, mà chính nó phải đủ là 13 cái giới tuệ, chứ không phải là có 8 giới tuệ đâu. Nhưng mà theo kinh Sa Môn Quả thì chúng ta nêu ra 8 cái giới tuệ, cho nên nó có sự tóm tắt lại để chúng ta ngắn gọn, để không nó dài dòng, cho nên ở đây nếu phải rõ thì nó là 13 giới tuệ chứ không phải là có 8 giới tuệ. Chúng ta phải kể ra cho rõ, nghĩa là thầy phải nói ra cho rõ để cho quý thầy biết như thế nào là 13 cái giới tuệ này, mà ở trong kinh thì dạy có ở trong kinh giới kinh Sa Môn Quả thì dạy có 8 giới tuệ mà thôi. Vậy thì nó làm sao mà có được 13 giới tuệ đây? Một, chúng ta phải thấy bốn như ý túc. Hai là lục thông, ba là tam minh. Quý thầy thấy nó rõ ràng là bốn như ý túc, phải không? Bốn cái như ý túc, mình muốn như thế nào nó làm theo như thế nấy hết, mà bốn cái là chứ không phải là một cái như ý túc đâu, cho nên nó là bốn. Mà lục thông là sáu cái thông, phải không? Thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, phải không? Tha tâm thông nè, cho đến tha tâm thông là sáu cái, mà sáu cái cộng với bốn không phải là 10 sao? Rồi cái ba cái tam minh nữa, phải không? Ba cái nữa là phải 13 không? Cho nên phải nói đủ là phải 13 cái giới tuệ. Thì như vậy là chúng ta thấy cộng lại thì nó rất đủ là 13, chứ không phải như trong kinh Sa Môn Quả nói đâu. Trong kinh Sa Môn Quả chỉ nói cái thiên nhĩ thông, là khi thầy nhắc lại cái thiên nhĩ thông ở trong này ấy, là khi mà cái người mà đạt được cái thiên nhĩ thông mà siêu nhân rồi đó, thì cũng nghe cái tiếng mà ở cách xa ngàn dặm đó, cũng như là mình đi ra ngoài đường mình nghe người ta đánh trống, đánh kè, thổi kèn, đánh sập xả vậy, nó y như vậy, rõ ràng như vậy, mà cái tiếng người ta nói chuyện ở đâu mình vẫn nghe được như vậy. Đó là Đức Phật nói về lục thông, thì Đức Phật có nêu lên có một cái mà thôi để nói nó là cái trí, cái tuệ, cái giới tuệ của nó ở trong cái cho nó gọn thành lại tám, nhưng mà lôi ra cho đủ nó phải sáu cái lục thông này mới đủ, chứ không phải một cái được. Cho nên ở đây nó là 13 giới tuệ này, còn gọi là trí tuệ viên mãn. 13 giới tuệ này cũng phải còn gọi nó là một cái tên là trí tuệ viên mãn, vì nó viên mãn cái trí tuệ này, nó phải đủ là 13 cái giới tuệ này, chứ một cái nói bây giờ chúng tôi có tam minh thôi thì cái người đó chỉ hiểu quá là cạn, đơn sơ quá đơn sơ. Cho nên nói ngoại đạo nó cũng có lục thông, thì ở trong cái chỗ tu hành của chúng ta cũng thực hiện lục thông, đâu phải không có lục thông, mà chúng ta còn tứ như ý túc, muốn cái gì được như đấy, còn chúng nó chỉ có lục thông mà thôi, cho nên nó luyện có tục lục thông mà nó không có tứ như ý túc thì nó đâu có bằng cái phương pháp của Phật, mà nó chưa có tam minh nữa thì nó đâu có sánh được bằng Phật, nó chỉ mới có lục thông mà thôi. Cho nên cái lục thông của nó là do luyện tập để tạo cho có cái lục thông bằng tưởng pháp, chứ không phải bằng cái chánh pháp đâu, bằng cái tưởng. Vì vậy mà khi mà đến tưởng thì chúng ta dùng lục thông này được, cũng như đồng cốt mà
nó chỉ dùng cái tưởng mà nó biết nhà mình cái gì gì, nó nói rõ hết, nó không có nói sai. Thì quý thầy thấy cái vấn đề mà của ngoại đạo á, là nó lục thông nó ở trong cái trạng thái của tưởng quẩn mà nó thực hiện ra. Còn chúng ta lục thân của chúng ta là ở chỗ cái tâm thanh tịnh, sáu cái mắt tai mũi miệng chúng ta do cái ly ác pháp và ly dục cho nên nó thanh tịnh mà nó như cái hồ nước trong. Vì vậy mà cái lục thân này tự thanh tịnh mà thông suốt ra, chứ không phải là do chúng ta luyện tập ở chỗ tưởng. Nhớ biết như vậy thì chúng ta mới thấy được cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật đến cái chỗ mà 13 cái giới tuệ này. Cho nên còn gọi nó là trí tuệ viên mãn. Viên mãn tức là đầy đủ, trọn vẹn, không còn thiếu nữa. Còn gọi là trí tuệ siêu việt, nó còn có những cái tên đó. Trí tuệ viên mãn là trí tuệ đầy đủ, không còn thiếu. Tới 13 cái giới tuệ này là cái trí tuệ đầy đủ, không còn có một cái nào nữa thêm nữa được hết. Đó gọi là trí tuệ viên mãn. Nó còn gọi là trí tuệ siêu việt. Cái trí tuệ này nó điều khiển tất cả những cái mà người ta không có thể nghĩ lường được, cho nên nó gọi là siêu việt. Nói trí tuệ người ta tưởng làm là tri kiến. Bây giờ mình nói trí tuệ thì người ta nghĩ rằng đó là cái tri kiến của mình. Có nhiều người hiểu, bởi vì tri là biết, kiến là thấy, biết thấy, thì người ta nghĩ như vậy. Người ta cho tri kiến là trí tuệ. Vì tri kiến là trí tuệ nên người ta phân chia làm ba trí tuệ. Cho nên bây giờ thầy nhắc lại, người ta lấy cái tri kiến đó mà người ta cho nó là trí tuệ, cho nên người ta phân chia cái trí tuệ đó làm ba cái, làm ba cái trí tuệ của chúng ta. Đó là một cái hiểu sai của những người mà chưa có biết tu. Cho nên vì vậy đó, trong kinh rõ ràng là ghi như thế này này: một là văn tuệ, hai là tư tuệ, ba là tu tuệ. Ai mà nghe những người mà giảng ra trí tuệ đó thì họ phân chia ra làm văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, phải không? Văn tư tu đó. Cho nên cái này nó là chỉ là tri kiến chứ không phải là cái tuệ đâu, nó không phải là trí tuệ đâu, nó là cái tri kiến của chúng ta. Nó chưa đạt được cái tri kiến giải thoát nữa. Cái chỗ mà văn tư tu này nó chưa đạt được cái tri kiến giải thoát của chúng ta nữa, nó chỉ mới ở chỗ tri kiến mà thôi. Tức là cái nơi mà chúng ta tích trữ, tập hợp lại tất cả những sự hiểu biết của kinh sách của những người xưa người nay để chúng ta thành một cái hiểu biết của chúng ta, gọi là văn tệ. Tức là chúng ta nghe rồi chúng ta tích lũy lại, gọi là văn tệ. Từ cái chỗ văn tệ đó chúng ta suy tư bằng cách này bằng cách khác để làm cho tâm chúng ta giảm bớt sự buồn khổ như thế này thế khác. Hoặc là chúng ta suy tư ra để mà chúng ta tìm hiểu ra, hiểu thêm ra, thì cái đó gọi là tư tuệ. Tư là suy tư hay là tư duy, cái suy nghĩ để mà hiểu thêm ra, để mà thấu suốt được cái lý gì đó thì gọi là tư tuệ. Nhưng đó cũng là cái tri kiến của chúng ta chứ không phải là cái trí tuệ. Còn đến phần tu tuệ thì ở trong kinh sách dạy, chúng ta lấy một cái sự hiểu biết như bây giờ Phật dạy là cho chúng ta hiểu biết đó, đó là cái thân chúng ta nè, ngũ uẩn của thân, ngũ uẩn chúng ta nè, là vô thường, khổ, vô ngã nè. Thì chúng ta lấy cái chỗ đó mà chúng ta lấy cái chỗ mà hiểu biết đó mà để chúng ta tu tập làm cho cái thân của chúng ta, cái tâm chúng ta không có phiền não, không có đau khổ nữa. Vì thấy cái thân vô thường nè, mình không chấp ngã nè, mình không có giận hờn ai nữa nè. Mình thấy cái thân vô thường nè, mình không có sợ đau, sợ khổ nữa nè. Cái mà làm cho mình không có đau khổ đó gọi là lấy cái trí tuệ đó mà tu thì gọi là tu tuệ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu ba cái trí tuệ này chỉ là một cái tri kiến của chúng ta thôi, chứ không phải gì khác hơn hết. Nó không phải là trí tuệ siêu việt, nó cũng không phải là trí tuệ viên mãn, nó chỉ là một cái tri kiến tầm thường của mọi con người trong thế gian này ai cũng có, chứ không phải cần tu tập mới có. Nhưng khi mà chúng ta tích lũy thì chúng ta ăn nói nó có lưu loát, nó có hơn cái người không tích lũy. Chúng ta nói ra văn chương bằng cách này bằng cách khác là vay mượn của kẻ khác nói, thì nó hơn là cái người không có vay mượn văn chương. Cho nên họ nói lời nói bình dân mộc mạc, họ nói không có mượn câu này kia. Một nói một hơi chúng ta đem một câu kinh Phật ra nói, nói một hơi chúng ta đem một câu nho ra nói, thì cái đó là mượn cái vay mượn của kẻ khác mà làm ra cái chỗ ăn nói của mình cho có vẻ lịch lãm mà thôi. Đó là cái vay mượn. Cũng như bây giờ chúng ta vay mượn khoa học để chứng minh cho Phật pháp thế này thế kia, do đó Phật pháp có khoa học như vậy vậy. Đó là cái vay mượn của chúng ta qua những cái khoa học bằng máy móc của người ta tìm ra những cái thực của cái cuộc sống ở trong cái vũ trụ này. Do đó chúng ta vay mượn cái đó để chứng minh cho Phật pháp nó cũng thực như vậy. Đó là cái vay mượn. Mà cái vay mượn đó là cái trí tuệ, không phải là cái trí tuệ, đó là cái tri kiến góp nhặt mà nói ra để làm cho chúng ta như một cái người thông về khoa học, thông về cái này, thông về cái kia. Đó là chứng tỏ cái bản ngã chúng ta do cái tri kiến này mà cái bản ngã chúng ta càng ngày càng to lớn lên, chứ không phải giảm xuống và vô ngã được.
văn tư tu tệ này chỉ là một tri kiến góp nhặt, chớ không thể được liệt vào tác vô lậu học, giới định tuệ của đạo Phật. Bởi vì giới định tuệ của đạo Phật nó là một cái loại giới luật, mặc dù nói là giới định tuệ có cái tên riêng, nhưng mà sự thật toàn bộ giới định tuệ là một cái giới luật. Như thầy hồi nãy nói, giới bổn tức là giới hạnh, mà định tức là giới đức, tuệ là giới tuệ. Cho nên toàn bộ của đạo Phật toàn bộ là giới luật, chứ không phải gì khác hết. Vì người dạy giới luật mà không hiểu được này mới thấy giới là nó riêng, mà định nó riêng, tuệ nó riêng. Cho nên dạy giới luật rất là khô khan, làm cho con người ta học đến giới luật người ta chán, người ta thấy như một cái giáo điều, như một cái pháp luật khắc khổ trói buộc con người, cho nên người ta sống không có nổi với nó. Còn cái lại ở đây thầy dạy giới luật nó ở trong tam vô lậu học, cho nên giới định tuệ nó là một cái giới luật để đem lại sự giải thoát cho con người. Từ bước đầu vô cái giới hạnh chúng ta đã thấy giải thoát, cho đến giới định giới đức chúng ta thấy cả một sự mà định tâm vô cùng tuyệt diệu, cho đến cái giới tuệ chúng ta không nghĩ lường được cái sự mà cái quyền lực của giới tuệ đến cái mức độ cao siêu vô cùng của đạo Phật như vậy. Cho nên ở đây dạy mà về giới luật mà hiểu biết được giới kinh và hiểu biết được cái nhân quả của cái pháp môn giới định tuệ này, thì thầy nói là người dạy giới luật rất là linh động, rất là khéo léo, rất là làm cho cái người nghe càng ngày càng thích và càng ham tu giới luật hơn. Còn nếu mà cái người mà không hiểu được như vậy, dạy giới luật người ta không bao giờ mà phát triển được giới luật. Đứng ở trên góc độ mà dạy giới luật như thầy thì tin rằng giới luật sẽ phục hồi rất nhanh và tiến bước trên con đường giới luật. Mọi người người ta khép chặt mình trong cái giới luật để người ta thực hiện được cái đời sống giải thoát, người ta không hề sợ khổ, mà người ta thấy đó là một cuộc giải thoát thật sự, hoàn toàn là một cuộc cách mạng của con người, làm cho chúng ta làm chủ được cái sanh tử. Từ lâu chúng ta bị sanh tử làm chủ, bây giờ chúng ta đòi lại quyền sanh tử bằng một cuộc cách mạng. Bằng cuộc cách mạng tức là thay đổi cuộc sống của chúng ta toàn bộ. Đó thì quý thầy thấy rất rõ, nếu mà chúng ta không làm một cuộc cách mạng hoàn toàn thì chúng ta không đòi lại quyền làm chủ sanh tử đâu. Đó là cái mục đích của tam vô lậu học là như vậy. Mà tam vô lậu học là một cái định luật của giới luật, nó làm chúng ta thay đổi toàn bộ của một cái cuộc cách mạng đời sống của chúng ta. Cho nên quét sạch ra được thì chúng ta mới đạt được cái này, mà không quét sạch cái không làm cái cuộc cách mạng cho cuộc sống của chúng ta thì hoàn toàn chúng ta không đạt được cái sự giải thoát này đâu. Vì giới định tuệ của đạo Phật là ba pháp môn liên hoàn, nghĩa là ba cái pháp môn này coi như nó kết hợp, nó liên hoàn nhau trong một cái giới luật, chứ không phải là hai. Giới sanh định, định sanh tuệ, không thể tách lìa ba pháp môn này ra từng pháp môn được. Người không hiểu pháp môn này, họ hay tách lìa nó ra từng pháp môn, định nó khác, rồi giới nó khác. Người mà hiểu được ba pháp môn này đứng ở trên một cái nền tảng của giới luật thì hoàn toàn nó là ba pháp môn là giới luật, không gì khác. Người chưa có kinh nghiệm tu hành trong đạo Phật thì không thể nào liễu giải pháp và liễu giải nghĩa được. Thường họ giảng theo tri kiến phàm phu nên làm lệch nghĩa của Phật dạy. Tri kiến mà họ hiểu là trí tuệ thì rất là sai lạc, lầm lạc. Người phàm phu ai cũng có tri kiến, nhưng một người tu hành đã giải thoát có còn tri kiến hay không? Đó, nếu mà cái người phàm phu thì luôn luôn họ có tri kiến thì đồng ý rồi, nhưng thử hỏi một người tu hành đã giải thoát rồi thì cái tri kiến họ có còn hay không? Thì ở đây thầy xin trả lời thưa không, nghĩa là cái tri kiến đó hoàn toàn họ không có. Tại sao vậy? Vì tri kiến phàm phu đầy dính mắc và quế trược, nghĩa là cái tri kiến đó đầy gốc nhặt, đầy kiến chấp tà kiến. Học cái gì mà thấy khá hay thì họ dính vô đó rồi, mà cho đó cái hay, chứ chưa họ chưa biết cái đó là tà kiến, cái đó là đúng, cái đó là sai nữa. Họ thấy hay, họ nghe cái câu kinh đó hay thì họ chấp nhận cái câu đó hay, họ nghe cái lời của một cổ nhân nào nói hay là họ chấp nhận hay, chứ họ chưa biết cái đó là tà kiến hay là chánh kiến, họ chưa biết đâu. Cho nên cái người mà tu hành giải thoát theo đạo Phật xong rồi, họ không có tri kiến đó nữa. Thì họ có cái gì mà họ dùng trong cái những cái cuộc sống của họ hàng ngày họ còn đang sống? Đến đây thầy sẽ trả lời để cho quý thầy thấy. Vì tri kiến phàm phu đầy dính mắc, cái tri kiến, cái sự hiểu biết đó, nó đụng cái gì nó dính cái nấy, và quế trược, nó rất quế trược. Một vậy một người tu đã thành tựu viên mãn, có phải họ sống với trí tuệ hay không? Thưa không, nghĩa là họ cũng không sống với trí tuệ. Cái trí tuệ mà siêu việt họ cũng không có sống đâu, họ không có sống với trí tuệ đó. Khi họ sử dụng thì họ lấy họ dùng,
mà không thì họ hoàn toàn họ không sống với trí tuệ đâu. Đừng nghĩ rằng khi một người tu chứng luôn luôn họ sống với trí tuệ, không, họ sống với cái gì đây? Vậy thì như thế nào? Nghĩa là họ phải sống như thế nào đây? Hằng ngày họ đang sống với tri kiến giải thoát. Bởi vì quý thầy thấy cái tri kiến á, nó dính mắt, mà tri kiến giải thoát nó đâu có dính mắt. Bởi vì tri kiến họ cũng cũng y như cái đầu chúng ta suy nghĩ sao thì họ cũng suy nghĩ vậy, họ không khác chúng ta. Nhưng mà mọi vật đến với họ, họ không bị dính mắt, họ không bị ô nhiễm từng miếng ăn, không ai gạt họ mà đem đút miệng họ được. À, ví dụ như bây giờ thầy sống với tri kiến giải thoát nè, không, mà bây giờ một người làm cho thầy một cái ly nước chanh để đây cho thầy thấm cổ để mà thầy thuyết giảng, mà khi thầy tưởng là nước trong, thầy nếm thử, thầy biết rằng không phải, đây là một nước chanh có đường, đây là cái sự cám dỗ, cho nên hoàn toàn khô cổ là khô cổ, nhất định là không uống. Đó là không thể cám dỗ cái tri kiến giải thoát của thầy được. Bởi vì cái tri kiến thầy biết rõ đây là cái nước có đường mà, thì đâu cám dỗ thầy được. Mà cái người bị tri kiến thì đang sống trong tri kiến, thì thấy cái ly nước này thấm cổ mà nghe thông nói cho nó suông thì thấy thích rồi. Ngay cái chỗ ngọt đó đã là cám dỗ vị ta rồi. Còn cái tri kiến giải thoát là không cám dỗ được. Cho nên thầy vẫn sống trong tri kiến mà tri kiến giải thoát, chứ không phải tri kiến. Chúng ta phân biệt như vậy. Cho nên trong cái kinh thường chúng ta thấy này, giới hương, định hương, giữ vị hương nè, giải thoát tri kiến hương. Có ba, có năm loại hương. Thì cái người mà tu sĩ xong viên mãn rồi thì người ta sống ở trong cái tri kiến giải thoát, chứ người ta không phải sống trong cái trí tuệ siêu việt đó đâu. Khi sử dụng thì người ta sử dụng, mà khi không sử dụng người ta đâu cần sử dụng nó. Người ta chỉ cần sống với tri kiến giải thoát. Đó thì quý thầy hôm nay mới thấy rõ được cái chỗ mà cái bài mà hàng ngày mà quý thầy tụng kinh niệm Phật á, bắt đầu mà cầm cái năm ba cái hương lên mà niệm hương á, thì ngay đó đã là nói đến cái chỗ nào sống của cái gì. Cho nên cái tri kiến giải thoát là cái hương cuối cùng mà quý vị dâng lên. Chúng tôi hãy sống hàng ngày cái chỗ này nè, để làm cho tâm chúng tôi thanh tịnh, không bị quế nhiễm của những đối tượng phàm phu vật chất. Đó là cái chỗ tu hành của một cái vị mà đã viên mãn, họ không bị ai lường gạt họ được. Cho nên nó có một cái giải thoát kèm bên cái tri kiến đó. Còn cái tri kiến kia là cái tri kiến mà tích tụ kế tập, nó không có giải thoát đâu, nó mà nó dính mắt. Cho nên ở đây thầy giảng như vậy, quý thầy chắc thấy rõ ràng, không còn mờ mịt gì nữa hết. Bởi vậy khi một người tu hành xong, luôn luôn họ sống đúng giới hạnh, còn gọi là giới hương, còn gọi là giới hương, họ sống đúng giới đức, còn gọi là giới gọi là định hương, nghĩa là họ sống cái hương, tức là cái thơm cái gì các con hiểu. Cho nên mình niệm hương đó, mình nói mình thắp cái hương lên mình nói, chứ không phải đâu, nghĩa là mình sống đúng giới hạnh đó gọi là giới hương, mà mình sống đúng mà giới đức đó, thì gọi là định hương. Bởi vì giới đức nó thuộc về định mà, cho nên gọi là định hương. Mà mình sống đúng giới tuệ đó, thì gọi là tuệ hương, phải không? Họ sống đúng giới tri kiến mà mọi người đang sống đang biết không lầm lẫn, còn gọi là tri kiến hương, nghĩa là sống đúng với cái chánh pháp của Phật dạy, với cái sự hiểu biết đúng cái chánh kiến chánh pháp của Phật đó, thì cái đó mới được gọi là tri kiến hương. Còn mình sống không đúng với cái chánh pháp của Phật dạy, không đúng sống đúng với giới luật của Phật dạy, cái tri kiến đó nghĩa là mình chưa thành tựu cái gì hết, nhưng mình sống không có đúng, mình sống hoài những cái tri kiến của Phật dạy, những cái lời của Phật dạy trong kinh mà mình sống không đúng, thì cái đó không được gọi là tri kiến hương. Còn mình sống đúng cái tri kiến mà đúng lời Phật dạy, không để tâm mình lầm lạc, không để cho mình lỗi lầm những cái phạm giới á, thì cái người đó được gọi là tri kiến hương. Họ sống đúng với tri kiến giải thoát nên còn gọi là tri kiến giải thoát hương. Nó thì thầy phân ra cho chúng ta thấy cái mùi thơm của các loại trí tuệ của chúng ta, các loại sống của chúng ta ở trong giới luật. Đó là những cái mùi thơm của nó, của giới luật đó. Cho nên cái giới luật mà đầu tiên á, đó là giới hạnh thì gọi là giới hương. Cái giới luật thứ hai thì gọi là giới đức, thì gọi là định hương. Cái giới luật thứ ba đó, cái giới luật giới tuệ, giới luật thứ ba đó, tức là cái giới tuệ thứ ba đó gọi là tuệ hương. Cái tri kiến mà chúng ta từng sống ở trong những cái lời Phật dạy đó gọi là tri kiến hương. Còn cái tri kiến mà hàng ngày mà các bậc mà viên mãn mà sống đó thì cái gọi là tri kiến giải thoát hương. Thấy như vậy chúng ta mới rõ được cái hương là cái mùi thơm, mà cái mùi thơm tức là cái mà làm cho ai cũng quý mến, cũng trọng hết. Còn nếu mà cái mùi thúi thì có ai quý trọng không? Đâu có quý trọng. Cho nên hương không có nghĩa là cái nhang, hương không có nghĩa là cái bột nhang mà đốt lên có khói đó đâu. Hương là cái mùi thơm của giới đức, của giới
tuệ của giới hạnh, của tri kiến, của tri kiến đúng đó, chứ còn tri kiến sai thì cũng không được đó. Tri kiến giải thoát thì đó là những cái hương thơm của những cái loại, của những cái loại này, của những cái loại giới, giới luật này. Đối với tam vô lậu học thì tri kiến không được gọi là tuệ vô lậu. Cái tri kiến của chúng ta không được gọi nó là tên tuệ vô lậu đâu. Trong 13 giới tuệ này, giới tuệ thứ nhất dẫn tâm đến chánh trí và chánh kiến. Đây quý vị mới nghe cái chỗ này nè. Nếu một cái người mà tu tập mà cái giới tuệ thứ nhất á, thì cái từ đó chúng ta mới có chánh tri kiến, mới có được cái chánh tri kiến. Thì cái chánh tri kiến này tức là cái tri kiến hương đó, thì chúng ta phải đạt tới cái trí tuệ, cái giới đức, cái giới tuệ đầu tiên, cái giới tuệ thứ nhất á, lúc bây giờ chúng ta mới dẫn tâm nó để mà chúng ta mới đạt được cái tri kiến đó, chứ còn không phải cái tri kiến tầm thường như tri kiến của thế gian, cái tri kiến kết tập, cái tri kiến mà tích tụ, tích trữ lại những cái hiểu biết của người khác á, thì cái tri kiến đó là tri kiến phàm phu. Còn cái tri kiến ở đây là cái tri kiến mà chúng ta phải có sự tu tập cao dồi nó, cho đến khi mà trong cái tuệ, trong cái tuệ vô lậu á, nó đạt được cái giới tuệ đầu tiên á, thì cái tri kiến đó mới được gọi là tri kiến hương. Giải thích cho rõ vậy chúng ta mới biết được cái tri kiến của chúng ta ở chỗ nào. Hồi nãy thầy chỉ nói là cái tri kiến đó phải thông cái hiểu cái lý của Phật pháp mà không được chấp cái kiến nào hết. Nhưng ở đây thì thầy giải thêm để chúng ta thấy rằng khi chúng ta muốn đạt được cái tri kiến mà hương này á, thì để thông suốt được cái lý của Phật pháp á, thì cái người đó phải nằm ở trong cái tuệ vô lậu thứ nhất của cái giới tuệ của nó, của giới tuệ của nó. Trong 13 giới tuệ này, giới tuệ thứ nhất dẫn tâm đến chánh trí và chánh kiến, tức là tri kiến. Mà hàng ngày người tu hành viên mãn, ở đây cái chỗ này thầy hơi giảng làm chút. Khi mà cái người đó mới tu học thì phải quân. Thầy xin lỗi phần này đính chính lại chỗ này để cho quý thầy hiểu rõ hơn. Khi cái người mới tu học mà theo đạo Phật thì chúng ta phải quân học, phải hiểu biết cái Phật pháp, cái nào đúng, cái nào sai. Từ đó chúng ta mới thấy con đường của Phật pháp, những cái hiểu biết đó là đúng, là chân lý, là sự thật. Nói thân là khổ vô thường thì nó là sự thật, nó không còn sai nữa. Nói là khổ, là con người sinh ra là khổ, thì đó là cái chân lý không thể thay đổi được. Nói là cái nguyên nhân mà sinh ra đau khổ thì cũng không thể thay đổi được. Mà nói một cái cảnh giới niết bàn thì đó là một cái trạng thái tâm hồn của chúng ta hết khổ. Mà nói đến 8 cái nẻo mà đưa đi đến cái chỗ giải thoát thì chúng ta thấy đó là hoàn toàn là một cái chân lý không thể nào mà ai thay đổi 8 cái nẻo giải thoát này được. Cho nên cái mà hiểu biết như vậy á, tích trữ cái hiểu biết mà đúng đắn như vậy, đó là gọi là tri kiến. Còn đến khi mà chúng ta tu tập đến cái đến cái tuệ vô lậu thì cái tri kiến cái tuệ vô lậu mà thứ nhất á, thì cái đó được gọi là tri kiến giải thoát, chứ không phải là cái tri kiến mà mới có học hiểu biết rõ của cái chánh kiến của đạo Phật mà thôi. Cái kia còn gọi là tri kiến, mà tri kiến đó thì nó mới chỉ hiểu biết Phật pháp, nó mới ngộ được cái lý của Phật pháp chứ chưa chứng được cái lý của Phật pháp. Còn cái người tu mà đến cái giới tuệ thứ nhất ở trong cái tuệ vô lậu á, cái giới tuệ thứ nhất ở trong cái tuệ vô lậu á, thì cái đó cái hiểu biết đó, cái tri kiến đó được gọi là cái tri kiến giải thoát. Cái đó là cái tuệ thứ nhất mới được gọi là tri kiến giải thoát. Cho nên cái người tu á, họ không sống ở trong tất cả các cái tuệ vô lậu, mà họ chỉ sống ở cái tuệ thứ nhất, cái giới tuệ thứ nhất là cái tri kiến giải thoát. Cho nên cái tri kiến giải thoát ở đây á, nó được gọi là cái giới tuệ thứ nhất ở trong tuệ vô lậu đó. Thì quý thầy hiểu cho rõ như vậy. Hồi nãy thì thầy giảng nó hơi lầm lạc, thầy xin lỗi chỗ đó để sửa lại cho nó đúng cái nghĩa của nó, để chúng ta hiểu cho rõ hơn. Cho nên hàng ngày người tu hành viên mãn thường sử dụng, thường sử dụng cái tri kiến giải thoát, chớ không sử dụng tri kiến như kẻ phàm phu. Cho nên tri kiến giải thoát được nằm trong giới tuệ, được gọi là tuệ vô lậu. Nó cũng được gọi là tuệ vô lậu, nhưng nó là cái giới tuệ thứ nhất ở trong 13 cái giới tuệ, chứ không phải là cái tuệ cuối cùng. Thường thường cái người tu hành viên mãn thì họ sống ở trong cái giới tuệ thứ nhất,
họ sử dụng cái giới tuệ thứ nhất, cho nên cái giới tuệ đó để đưa cho họ có một cuộc sống không bị dính mắc, không bị đau khổ, không bị phiền toái nữa. Ai làm gì thì trơ trơ, họ vẫn thanh thản an nhiên mà không động tâm chút nào, không dao động tâm mình, tức là cái tri kiến giải thoát đó. Hay hoặc là giới tuệ thứ nhất của trong 13 giới tuệ, con đường tu hành theo đạo Phật đến đây đầy đủ giới định tuệ, tức là viên mãn trên đường đi. Còn niết bàn là gì? Ở đây chúng tôi không trả lời câu hỏi này. Xin tóm lại, buổi học hôm nay chúng ta đã viên mãn giới luật của Phật, hay nói một cách khác, chúng ta đã hoàn thành được thiện pháp của đạo Phật. Và cuối cùng, xin quý thầy nên lưu ý, chúng ta chỉ biết sau đời hiện tại của chúng ta đang sống ở đây, không còn có một đời sống nào khác nữa. Nghĩa là chúng ta đến đây á, thì người ta hỏi chúng ta còn cái niết bàn là gì? Nghĩa là chúng ta đến đây chúng ta đã viên mãn được giới định tuệ như vậy, tức là từ giới hạnh, rồi giới đức, rồi giới tuệ, chúng ta hoàn thành được những cái giới luật này rồi. Thì có người hỏi, khi mà hoàn thành được các giới luật này rồi, giới định tuệ này rồi, thì viên mãn rồi, thì cái niết bàn nó là gì? Có người hỏi chúng ta là cái niết bàn là gì? Thì ở đây chúng ta không có trả lời cái câu hỏi mà hỏi như vậy, là cái niết bàn là gì, thì chúng tôi không có trả lời. Nhưng khi mà giảng về tứ diệu đế thì nói về niết bàn, thì chúng tôi sẽ giảng cái niết bàn. Còn ở đây mà hỏi cái chỗ này thì nó không phải là cái chỗ hỏi niết bàn của chúng tôi, vì chúng tôi đã hoàn thành được giới định tuệ. Mà nếu mà chúng tôi còn nói cái niết bàn á, thì đó là chúng tôi còn mộng, còn chấp kiến, còn chấp cái niết bàn. Cho nên ở đây chúng tôi không nói niết bàn, mà chúng tôi chỉ nói như thế nào cho đúng. Chúng tôi sẽ trả lời, sau đời hiện tại của chúng tôi đang sống đây, không còn có một đời sống nào khác nữa. Nghĩa là bây giờ chúng tôi đang sống đây là chúng tôi còn cái đời này thôi. Chứ khi mà chúng tôi bỏ cái thân này rồi thì chúng tôi không còn cái đời nào nữa, tái sanh ở trong cuộc đời này nữa, chứ chúng tôi không biết niết bàn nữa. Mà những người nào mà tới đây mà còn nói ở cái niết bàn như thế này, thì cái người đó mới học tứ diệu đế, mới ngộ cái lý tứ diệu đế, chứ chưa phải là cái người đó đã chứng đạt tứ diệu đế. Quý thầy phải hiểu cái chỗ đạo Phật như vậy đó. Cho nên khi một người mà tới rồi mà còn nói rằng bốn đức thường lạc ngã tịnh trong đó, thì người đó chưa tới. Cũng như cái người mà tới rồi họ nói tôi chứng quả A-la-hán, thì người đó chưa chứng quả A-la-hán đâu. Bởi vì mình còn thấy chứng quả A-la-hán thì tức là mình mới ngộ thôi, chứ chưa chứng đâu. Mà mình tới đó rồi thì mình không thấy mình chứng nữa, thì tức là mình chỉ biết nó như thế nào. Sau đời hiện tại của chúng tôi đang sống đây, không còn có một đời sống nào khác nữa hết. Nghĩa là tôi không có còn sinh thiên sanh chỗ nào nữa hết, hoàn toàn là tôi không còn cái chỗ nào mà tôi sống nữa hết. Rồi mấy người muốn nghĩ như thế nào nó nghĩ, muốn nghĩ nó niết bàn hay muốn nghĩ gì tự mấy người, chứ tôi không biết, tôi tới đó là tôi hết rồi. Đó thì quý thầy thấy cái chỗ Phật pháp vi diệu, hễ mở ra một cái hiểu biết gì sai là nó đã lệch con đường của đạo Phật rồi. Nói mình có chứng là không chứng rồi đó, là mình mới ngộ chứ chưa chứng đâu. Mà nói mình như thế nào thế khác là cái người đó chưa có đâu. Ở đây rất là vi tế cái chỗ này, cho nên ở đây thầy mới khi mà viên mãn cái giới này, vạch ra một cái đường đi cho đến cuối cùng tới hôm nay, thì quý thầy thấy rất rõ là tới cuối cùng không nói gì khác hơn là còn một câu nói sau đời hiện tại của chúng tôi đang sống, không còn có đời sống nào khác nữa. Quý thầy thấy hiểu cái chỗ đó, hiểu sao đó, hiểu. Nếu mà tôi nói còn có cái gì đó thì tôi chấp ngã tôi rồi, tôi chấp cái ngã tôi rồi, cho nên nó có cảnh giới tôi sống. Còn nếu mà tôi không có cái ngã tôi thì tôi không có cái gì mà tôi sống nữa. Cho nên nó còn hay mất thì cái quý vị muốn hiểu sao có hiểu được cũng hiểu. Tôi không cần nói cái điều đó nữa. Nghĩa là tới đó là tôi giải thoát, là tôi giải thoát. Bây giờ chúng ta tiếp tục học về giới bổn Patimokkha để thông suốt oai nghi tới hạnh của người tu sĩ. Vì trong giới hạnh chưa nói đủ, ta phải tiếp tục học thêm cho được đầy đủ hơn. Nghĩa là trong cái giới hạnh mà chúng ta vừa học 25 giới hạnh đó, nó chỉ nói đơn giản thôi, chứ nó chưa có nói đến những cái hành động hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà cái giới bổn Patimokkha này nó nói tất cả những cái hành động chúng ta, để mà chúng ta không có lầm lạc, để mà thực hiện những cái giới hạnh đó, để cho oai nghi tế hạnh của người tu sĩ phải được đầy đủ, phải được trọn vẹn. Cái hành động của nó phải như thế nào để mà chinh phục mọi người, người ta thấy được cái đức hạnh của một người tu sĩ, nó không phải tầm thường. Bởi vì giới hạnh nó phải học rất nhiều mới có thể mà thâm nhập được những cái oai nghi tế hạnh của nó.
À, bởi vậy cho nên chúng ta phải tiếp tục lại cái giới 25 giới hạnh, là chúng ta phải học mà cái giới luật Patimokkha. Cái giới luật này nó mới có thể đầy đủ, và cái giới luật này nó cũng rất nhiều chứ không phải ít. Do vì vậy mà trước khi mà giáo cái giới luật mà Patimokkha này á, nó phải có một cái lời nói rất là dài, và đồng thời thầy có bổ túc thêm những cái bài để mà chúng ta chuyển qua cái giới luật Patimokkha này, để bổ túc thêm phần giáo án về giới luật Patimokkha cho rõ nét.